Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện sổ tay công lược nam phụ của Hắc Liên Hoa của tác giả Nguyễn Đường siêu cấp điểm. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 31. Vào hạ, căn phòng thuê chật chội rất một ngạt và oi bức vì không có điều hòa. Trên bàn học có một cái quạt đã cũ, cánh quạt kẹo kẹt lung lay, gió thổi ra nóng bức không thôi. Người đàn ông mặc bộ quần áo ở nhà giản dị ngồi thẳng lưng, ngay ngắn trước bàn làm việc, khớp xương bàn tay rất rõ ràng cầm cây bút máy rồi chạm ngòi vào tờ giấy, tiếng sột soạt vang lên. Sau khi viết một dòng chữ, người đàn ông đóng nắp lại rồi đặt bút máy trên tờ giấy mỏng rồi lại lấy khăn tay ra, lau đi mồ hôi trên trán của mình. Anh mệt mỏi nhéo mũi, thở ra một hơi dài. Đây là công ty thứ 11 mà anh đã nộp hồ sơ xin việc, không ngoài dữ liệu, đã chìm đáy biển, không chút vang vọng. Sau khi bị phá sản, Biệt thự cũng như xe hơi sang trọng đứng tên Thẩm Ân đều bị đem đi thế chấp, toàn bộ tiền trong thẻ ngân hàng cũng được lấy ra hết để trả nợ, chỉ còn không tới một vạn tệ. Cầm trong tay một vạn tệ này, anh thuê được một căn nhà một phòng ngủ, một phòng khách giá rẻ tại khu phố cũ, tiền thuê nhà là 600 một tháng, đặt cọc 300. Nhưng vì phải nộp thêm tiền điện nước, mua thêm một vài bộ chén đũa thường dùng, anh chẳng còn đồng nào để tiêu nữa. Anh vẫn cần phải ăn uống, vấn đề cấp thiết nhất hiện tại là ăn no mặc ấm. Anh cần có một công việc gấp nên dần dần hạ thấp yêu cầu với các công ty mà mình nộp hồ sơ xin việc, chỉ chọn vài công ty nhỏ, nhưng đến bây giờ anh vẫn không nhận được thông báo phỏng vấn nào. Thẩm Ân hơi nhục chí, lúc định nghĩ cách mưu sinh khác thì biểu tượng trên màn hình máy tính không ngừng nhấp nháy cho thấy anh nhận được rất nhiều email mới. Thẩm Ân mở ra xem, một công ty lớn mà anh không còn ôm hy vọng từ lâu gửi tin sang, bảo anh mấy ngày nữa đến công ty phỏng vấn trực tiếp. Niềm vui ngoài ý muốn này khiến thẩm ân cảm thấy khá vui vẻ. Anh ghi lại thời gian và địa điểm phỏng vấn vào giấy nốt, rồi đứng lên hoạt động cơ thể. Anh đã ngồi trước máy tính cả một buổi chiều, bây giờ đã hơn 6 giờ tối, đến lúc ăn cơm rồi. Thẩm ân đi mở tủ lạnh theo thói quen, nhưng rồi sừng sốt dừng bước chân lại. Anh quên mất trong căn nhà thuê này, ngoại trừ một cái tủ quần áo hơi lớn một chút thì không có gì khác cả. Không có tủ lạnh, không có máy giặt, càng không có điều hòa bàn chân chuyển hướng, người đàn ông thay giày định ra ngoài mua chút đồ ăn về nhà. Lúc đang thay giày ở huyền quan, tầm mắt của anh bị hấp dẫn bởi tầng trên cùng của tủ để giày. Nơi đó đặt một chậu hoa nhựa màu trắng, bên trong trồng một cây cỏ bốn lá. Bốn chiếc lá màu lục nhạt, tràn trề sức sống. Thẩm Ân nhớ lại, một người bạn của anh đã tặng cái này vào sáng sớm hôm nay, bảo là mua ở chợ hoa tốn 10 đồng. Vì thấy gần đây anh hơi xui xẻo nên tặng cho để đổi vận lúc sáng bận rộn chuẩn bị hồ sơ xin việc nên anh bảo cứ để ở cửa, xong rồi quên bén mất. Ai cũng bảo có bốn lá tượng trưng cho sự may mắn, thẩm ân thì không tin những thứ này. Nhưng mà anh ngồi nhìn máy tính khá lâu, đôi mắt mệt mỏi bỗng nhìn thấy chút màu xanh lá này, không ngờ lại khiến tâm trạng của anh tốt hơn một chút. Anh ra đến cửa rồi dùng tay sờ sờ một chiếc lá. Cảm giác mát lạnh, sờ rất thoải mái. Két két, cửa đóng lại, cây cỏ bốn lá trên kệ giày đang lay mình, lắc lư trong chậu hoa giá rẻ, chút ánh sáng xanh lục yếu ớt tản ra. Thật ra thẩm ân ra ngoài không lâu lắm, trong tiểu khu có một siêu thị gia đình nhỏ, có thể mua được mọi vật dụng hàng ngày tại đây. Tài chính của anh đang khá eo hẹp nên không thể đi ăn tiệm, đành phải đến siêu thị mua hai gói mì ăn liền. Trông thấy có bán trứng gà sống, gà ta 15 một cân, trứng gà bình thường thì 6 tệ một cân. Anh mua 3 cân trứng gà bình thường, rồi mua cây lau nhà. Sau khi quét mã WeChat, Thẩm Ân định rời đi nhưng nhân viên siêu thị lại đưa cho tờ vé rút thăm trúng thưởng. Tờ rút thăm trúng thưởng được xé ra và đựng trong cái hộp, nhân viên siêu thị cười giải thích với Thẩm Ân, đây là hoạt động rút thăm trúng thưởng kỷ niệm 3 năm khai trương siêu thị của chúng tôi, tặng cho cả khách quen và khách mới, chỉ hôm nay cần tiêu hơn 30 tệ thì sẽ nhận được tờ rút thưởng này. Đúng 7 giờ tối sẽ bắt đầu rút thưởng à? Anh nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình điện thoại, gần đến 7 giờ. Thẩm Ân nắm chặt tờ rút thưởng, nghĩ rằng mình đi rút thưởng thử xem xem. Nếu là trước đây, đừng nói rút thăm trúng thưởng gì, có tặng những món kia anh cũng không muốn nhận. Nhưng bây giờ anh đang rất thiếu tiền, dù chỉ trúng được một cục xà phòng cũng cảm thấy mình tiết kiệm được đôi chút. Lúc đang trần trừ, nhân viên siêu thị phụ trách rút thăm đã mang cái hộp rút thưởng ra rồi đặt lên cái bàn nhỏ. Các cô các gì muốn rút thăm lập tức chạy đến, vây kín cái bàn đến nỗi con kiến chui cũng không lọt. Nhìn thấy tình hình này, thẩm ân nghĩ hay là thôi đi, anh không muốn chen lấn với mọi người. Huống hồ người thì nhiều phần thường thì ít, vận may của anh không đủ tầm. Nghĩ vậy, thẩm ân đi đến chỗ thùng rác, tờ rút thăm chúng thường được kẹp ở đầu ngón tay, anh vừa mới đặt bên trên thùng rác còn chưa buông ra thì nghe thấy nhân viên siêu thị cầm loa gọi lớn, hạng nhất là số 2500. Số 2500 có ở đây không? Ánh mắt của thẩm ân lập tức sáng lên, anh lặng lẽ thu cái tay đang định vứt tờ giấy rút thưởng vào thùng rác về. Anh nhận lấy ánh mắt ghen tị của mọi người, lấy được giải nhất của hộp rút thưởng, ôm hai gói bột giặt quần áo lớn rồi rời đi. Mang theo trứng gà, cầm cây lau nhà, trên tay còn ôm thùng sữa và hai gói bột giặt lớn, lúc đi đến cửa nhà thầm ân đầm đìa mồ hôi. Không phải anh sách không nổi, mà do trời nóng nực quá. Anh đặt đồ trên tay xuống đất, sau khi mở cửa, anh đặt từng cái vào trong. Người thấy mùi mồ hôi trên người mình, Thẩm Ân nhíu mày lại, tìm bộ đầu ngủ trong tủ quần áo rồi vào phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi, anh chậm rãi bắt đầu nấu mì gói, còn cho vào một quả trứng mình vừa mua. Sau khi nấu xong, anh lập tức chạy đến trước cái quạt để thổi nguội, chỉ hai ba đũa là ăn xong hết. Thẩm Ân vừa rửa chén vừa ghét bỏ mùi mì gói ám vào người, bèn chạy vào phòng tắm lần nữa. Thẩm Ân cầm khăn mặt tùy ý lau nước trên tóc anh bỗng nhớ đến cây cỏ bốn lá đặt trên kệ dài kia. anh đi tới chỗ huyền quan, đem chậu hoa ở mép tủ đặt ở đầu giường. từ nhỏ đến giờ anh chưa từng trồng cây cỏ hoa lá gì cả. lần trải nghiệm duy nhất là trồng cây tiên nhân cầu, kết quả chưa được hai tháng đã chết. cây cỏ bốn lá này trông rất yếu ớt, cứ như chỉ cần gió nhẹ nhàng thổi qua cũng đủ làm cây gãy vậy. thứ đồ chơi này trồng sao đây? thẩm ân rất phiền não. anh gọi điện thoại cho người bạn đã tặng cây cỏ bốn lá đó. Người bạn ấy cũng bối rối, gãi gãi đầu rồi khổ sở nói, tôi cũng chưa từng trồng thử. Chắc cũng tưới nước giống mấy loại cây cỏ khác thôi, sau đó cho nó phơi nắng. Cục điện thoại, thẩm ân xoay người vào phòng bếp, rồi rót một ly nước đầy để mang sang đây. Anh chầm chậm tưới nước lên lá cây của cỏ bốn lá, vừa tưới nước vừa hùng hồn nói, uống nhiều nước vào, tranh thủ sống lâu một chút. Anh vốn muốn nói uống nhiều nước vào, mau chóng lớn thêm chút nữa, nhưng bỗng nhận ra có bốn lá chỉ lớn từng vậy mà thôi vậy nên anh đổi cách nói hy vọng nó không nghĩ anh muốn nó chết sớm không cầu sống hơn hai tháng ít nhất khoảng hai tuần là tốt lắm rồi đất trong chậu hoa đã thấm nước thẩm ân nhìn thấy nước đã nhiều nên dừng tay rồi mang chút nước còn dư vào phòng bếp dưới ánh đèn có thể lờ mờ nhìn thấy gân xanh trên chiếc bốn cái lá màu lục nhạt người đàn ông rảnh rỗi ngắm nhìn cẩn thận phát hiện chỗ nối giữa lá và cành với đỏ một chút anh dùng ngón tay khều khều thử chỗ màu đỏ ấy nhạt đi đôi chút im lặng rồi lại im lặng thẩm ân thấy mình hoa mắt cả lên sau khi tóc khô xem vài tin tức công việc anh lên giường nằm ngủ một đêm yên giấc cuối cùng cũng đến ngày hẹn phỏng vấn của công ty đó thẩm ân rời giường rửa mặt từ rất sớm bởi vì công ty nằm ở thành phố mới nên đường đi hơi xa để không đến muộn anh còn đặc biệt gọi xe để sang đó thẩm ân đến nơi hẹn trước nửa tiếng đúng giờ, thư ký dẫn anh vào phòng dành cho khách. Chủ của công ty này là một người đàn ông trung niên cung xử nữ rất cầu toàn, trước khi phá sản, thẩm ân có quen biết với ông ta, không tiếp xúc gì, cũng không để lại ấn tượng sâu sắc. Không ngờ lúc gặp nạn, ông chủ này lại đồng ý giang tay giúp đỡ. Thú thật, thẩm ân cảm thấy khá bất ngờ. Cửa phòng khách vừa mở ra, sau khi thư ký dẫn anh vào gặp ông chủ đang gác chéo chân uống cà phê, ông ta nở một nụ cười rất đúng mực, thẩm tổng, Lâu rồi không gặp. Không dám nhận, tôi không còn là thẩm tổng gì nữa rồi." Thẩm Ân kéo ghế ra ngồi đối diện người đàn ông trung niên, cách một cái bàn, anh lấy hồ sơ xin việc ra rồi đưa sang. Còn chưa kịp lên tiếng thì người nọ đã ném hồ sơ vào thùng rác. Sau một hồi im lặng, Thẩm Ân không nổi giận mà bình tĩnh hỏi, "Ý của tổng giám đốc Tôn là gì vậy? Gọi tôi đến chỉ để làm chuyện nhạt nhẽo này sao?" Người đàn ông trung niên được gọi là Tổng Giám Đốc Tôn bất đắc dĩ nhún vai, cả người hơi tựa lưng vào ghế ngồi, lười nhắc cười nói, thầm tổng, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, khi nào cậu mới chịu đổi cái tính ương mạnh này của mình. Đắc tội với ai, chẳng lẽ trong lòng cậu không tự suy đoán ra sao? Tôi không thích làm từ thiện, đi thuê một người bị nhà họ dụ chèn ép, nghĩ gì thế? Anh nói đúng, tôi quá ngây thơ rồi, thẩm ân không những giận mà còn cười, lưng vẫn thẳng tắp như khi nãy, sách túi của mình lên rồi nhấc chân rời đi. Đến cửa, thẩm ân mới vừa chạm vào tay nắm cửa thì người bên ngoài đã mở ra trước. Thấy hai người trước mặt, vẻ mặt của thẩm ân vẫn không đổi sắc, định rời đi nhưng bị một người cản lối. Người nọ mặc bộ âu phục màu đen cao cấp được đặt may riêng, chân đi đôi giày ra mấy trăm nghìn tệ, cả người tỏa ra mùi tiền. Thấy thẩm ân vội vã rời đi như vậy, người đó cố ý đứng chặn đường đi ra của anh, Cười híp mắt rồi quan sát anh từ đầu đến chân. Anh ta nhoẻn miệng cười, đắc ý nói, "Ơ, ờ, thẩm tổng khí phách của chúng ta đây mà. Sao hôm nay sắc mặt kém vậy? Ái chà, xem trí nhớ của tôi này, người đàn ông đó khoa trương gõ đầu mình, giả vờ tình ngộ, thẩm tổng đã phá sản, không còn là người tài hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh này từ lâu rồi. Cảm giác rơi từ trên mây xuống bụi cỏ như thế nào, có phải rất đau đớn không?" Một người đàn ông khác cùng lúc tiến vào thấy sắc mặt thẩm ân không mấy dễ chịu, anh ta kéo dụ cầm đang cười ha ha không kiêng rẻ lại, cao mày nhỏ giọng nói, dụ thiếu, đừng nói nữa. Hạ văn, cậu lên giọng nổi cáu trước mặt ông đây à? Thẩm ân rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, không phải cậu có công rất lớn sao, giả vờ cái gì? Dụ cầm cực kỳ chướng mắt cái người hạ văn lúc nào cũng không núm này, một cước đạp người ta ra xa, chán ghét phủi góc áo vừa bị chạm vào. Hạ Văn bị đạp một phát nên hơi loạng choạng, Khó khăn lắm mới ổn định cơ thể, anh ta lại thấy Thẩm Ân trước mặt mình đã đi mất, khó chịu không ngóc đầu lên được. Nhà anh ta và nhà Thẩm Ân là hàng xóm, tuy gia cảnh không tính là giàu có nhưng không phải lo cơm áo gạo tiền, mà hai người bọn họ cũng là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ. Điều khác biệt là, từ trước đến giờ Thẩm Ân thông minh, thời đi học không thích học tập nhưng mỗi lần kiểm tra đều đứng nhất. Mà anh ta thì trời sinh ngu dốt, thức đêm học không ngừng nghỉ mới vào được top 10. Cứ như vậy bọn họ thi cùng một trường đại học, đều chọn ngành khoa học máy tính. Lúc học đại học, thành tích chuyên ngành của Thẩm Ân vẫn bỏ xa người đứng nhì như trước, vững vàng ngồi ở vị trí số 1. Không chỉ như vậy, năng lực chuyên ngành của anh cũng rất khá. Năm nhất, anh tự mình lập trình phần mềm, năm 2 đại học bán trò chơi mình thiết kế trong lúc buồn chán được 700.000 tệ, năm 3 đại học bắt đầu thành lập đoàn đội gây dựng sự nghiệp, năm 4 đại học lúc tốt nghiệp, trong khi mọi người đều bận rộn nghiên cứu nộp sơ yếu lý lịch để tìm việc làm thì công ty của thẩm ân đã từng bước lớn mạnh sau khi tốt nghiệp mấy năm thẩm ân đi đến đâu cũng được người ta gọi là thẩm tổng nhưng mà lượng công ty chiếm lĩnh thị trường ngày càng nhiều khó tránh khỏi đụng phải quyền lợi của người khác nhà họ dụ là công ty mảng kiều cũ chịu ảnh hưởng lớn nhất cũng là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của thẩm ân lúc đầu bọn họ so tài bằng bản lĩnh trên thương trường sau khi cạnh tranh lâu dài dụ thị vào thế yếu nếu tiếp tục đuổi theo công ty thẩm ân sẽ vượt qua dụ thị trong mấy chốc. Điều này khiến tầng lớp ra quyết sách bên dụ thị đau đầu, cứng rắn quyết định nếu không được, vậy thì thâm nhập vào nội bộ. Nhưng số người có thể thăm dò kỹ thuật nòng cốt và bí mật thương nghiệp của công ty thẩm ân rất ít, đều là tập thể nhân viên nghiên cứu nòng cốt. Tiền lương cao, đãi ngộ tốt, quan trọng hơn những người đó đều là bạn đại học của thẩm ân, do một tay anh nâng đỡ, căn bản là không thể lay động. Nhưng mà lúc này đây, Hạ Văn xuất hiện. Mặc dù anh ta không nằm trong tập thể nhân viên nghiên cứu nòng cốt, nhưng quan hệ với mấy người đó cũng không tệ. Hơn nữa anh ta còn đảm nhận chức vị quan trọng trong công ty Thẩm Ân, nếu có ý đồ thám thính một chút thì cũng không phải việc gì khó. Mấu chốt là cái người Hạ Văn này rất nhát gan, cảm tình với Thẩm Ân cũng rất phức tạp, vừa kính nể vừa đố kỵ. Lúc đầu rủ thì cũng không trông cậy gì vào việc anh ta có thể để lộ bí mật thương nghiệp, nhưng mà Hạ Văn lại tặng cho tất cả mọi người một niềm vui lớn bất ngờ không chỉ để lộ cơ mật mà đoàn đội thẩm ân dành hơn một năm trời nghiên cứu mới tìm ra, mà còn tiết lộ luôn bí mật về cơ chế tối ưu hóa, còn phá hỏng hạng mục hợp tác quan trọng của bọn họ. Hỏa vô đơn chí, nguồn vốn của công ty thẩm ân liên tục đứt gãy. Không lôi kéo được nhà đầu tư, lại đối mặt với sức ép từ dụ thị, sau khi vất vả chống đỡ nửa năm, cuối cùng vẫn phải phá sản. Mà người bạn hạ văn phản bội đó đã chuyển công tác sang dụ thị sau khi công ty phá sản nhưng dụ thị không thực hiện lời hứa cho anh ta vị trí tổng giám đốc như khi trước đã nói chỉ sắp xếp cho anh ta làm một nhân viên vặt vãnh bình thường mặc dù hạ văn không hài lòng nhưng anh ta đành chấp nhận anh ta vốn không giỏi học hành ngoại trừ những kiến thức lý thuyết trong sách vở cứ đụng vào thực hành là lại giờ tệ vậy nên lúc anh ta muốn gia nhập nhóm nghiên cứu thẩm ân làm sao cũng không chịu chỉ cho anh ta lên làm quản lý không thể phủ nhận anh ta ghi hận thẩm ân vì chuyện này càng đố kỵ với anh hơn, vậy nên mới nóng máu trong chốc lát mà làm ra những chuyện kia. Qua đi qua lại anh ta thấy hối hận, sợ bọn thẩm ân nắm được nhược điểm gì sẽ cho anh ta đi ăn cơm tù. Cũng may đã qua lâu rồi nhưng vẫn gió ôm sóng lặng, anh ta mới hơi yên tâm đôi chút. Ngày hôm nay gặp lại thẩm ân ở phòng dành cho khách, trong lòng Hạ Văn thấy ấy nấy, vậy nên anh ta mới lên tiếng khi dụ cầm mở miệng nói lời nhục mà anh như vậy. Chỉ là không ngờ tính tình của dụ cầm lại tệ hại đến thế, không giữ chút mặt mũi nào cho anh ta trước mặt người ngoài, khiến anh ta chật vật như vậy trước mặt thẩm ân. Dụ cầm là cậu ấm nhà giàu có được nuông chiều từ nhỏ, đến bây giờ tính tình vẫn tùy tiện như thế. Hơn nữa anh ta gai mắt hạ văn, sao có thể giữ mặt mũi cho mình được. Sau khi đạp người ta ra, anh ta cẩn thận quan sát sắc mặt của thẩm ân, phát hiện anh không chút dao động. Cứ như anh không hề đếm xỉa đến, trông như đang xem siếc khỉ. Điều này khiến dụ cầm hơn bực mình. Thời đại học anh ta cũng học chuyên ngành khoa học máy tính, sau này ra nước ngoài bồi dưỡng 2 năm. Sau khi trở về thừa kế gia nghiệp, vốn tưởng rằng đường làm quan rộng mở trong lĩnh vực này, nhưng không ngờ lại đụng phải đối thủ cạnh tranh là thẩm ân. Bị đem ra so sánh khắp nơi, lần nào cũng chịu một đá. Mực nước sông chênh lệch quá lớn so với mặt biển, dụ cầm rất chán ghét đối thủ thẩm ân này. Sau khi khiến thẩm ân phá sản, anh ta còn lợi dụng sức ảnh hưởng của nhà họ dụ khiến cho anh không còn bất cứ cơ hội trở lại ngày xưa nào, bằng không sẽ chịu áp lực từ phía nhà họ dụ. Sự thật chứng minh, lời cảnh cáo này rất hữu hiệu. Cái gì mà thiên tri kiêu tử, còn quyền thế gì trước mặt người khác nữa chứ, ngay cả công việc cũng chẳng tìm được. Đúng là nghèo nàn. Dụ thiếu đừng tức giận, ngồi xuống uống ly cà phê nhé. Vị tổng giám đốc tôn kia xem náo nhiệt, tận dụng mọi thứ mình nghĩ ra để tạo ấn tượng tốt. Gương mặt tươi cười như đóa hoa cúc, sao lại tức giận vì nhân vật nhỏ bé không đáng này chứ? Dụ Cầm rất hưởng thụ lời nịnh nọt thổi phồng của tổng giám đốc Tôn, dùng tư thế thoải mái nhất ngồi trên ghế sofa, cuối cùng cũng chịu nhường đường ra cửa. Khi thấy Hạ Văn và Dụ Cầm xuất hiện ở nơi này, Thẩm Ân biết ngay hôm nay vị tổng giám đốc Tôn đó muốn lấy lòng Dụ thị nên đã đặc biệt gọi anh đến để nhục mạ. Tiếc là, anh không cảm thấy xấu hổ hay thẹn quá hóa giận gì cả. Trái lại anh cảm thấy dụ cầm bị kích thích khi nãy rất buồn cười, hoàn toàn không giống người nối nghiệp được bồi dưỡng đàng hoàng. Còn Hạ Văn, từ đầu đến cuối thẩm ân chưa từng đặt anh ta vào trong mắt. Nga ngược ác độc, chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng đủ chán ngán rồi. Sau khi ghi nhớ thật kỹ chuyện này trong lòng, thẩm ân cầm túi ra khỏi cửa. Nào ngờ dụ cầm lại đuổi theo, cất lời hùng hồn ngay trước phòng làm việc có rất nhiều nhân viên công tác, chỉ cần anh quỳ xuống dập đầu với tôi, chuyện cũ sẽ được xóa bỏ tôi sẽ không đuổi tận giết tuyệt, cho anh một con đường sống. Anh trầm mặc liếc mắt nhìn dụ cầm vênh váo hống hách, mắt anh tỏ vẻ một lời khó nói hết. Chuyện cũ xóa bỏ là không thể nào, vĩnh viễn không thể. Món nợ này anh vẫn chưa đòi lại, sao lại không tính được chứ? Hơn nữa quỳ xuống gì đó, thẩm ân cảm thấy vị con nhà giàu này có lẽ xem phim não tàn nhiều quá, di chứng bị lẩm quá rõ ràng. Anh căn bản không muốn đáp lại người não tàn kỳ lạ này, Thẩm Ân không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước. Lúc đến trước cửa thang máy, anh nghe thấy tiếng thét chói tai cùng âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Thẩm Ân vô thức nghiêng mặt sang một bên, thấy dụ cầm giữ dằn kia đập đầu xuống đất, ngã dầm xuống. Tôi phải đi rồi, dụ thiếu hà tất phải hành đại lễ đưa tiễn như thế. Khách khí quá rồi, Thẩm Ân mỉm cười đáp lời, lúc này mới đi vào trong thang máy. Dụ cầm vừa bị trượt chân té xuống đất nổi trận lôi đình, dùng sức vịn người bên cạnh rồi đứng dậy che cái đầu vừa bị đụng của mình CMNI thất đức thế hả sao lại vứt vỏ chuối trên mặt đất nhân viên công tác xung quanh hai mặt nhìn nhau không ai dám thừa nhận dù cầm liếc mắt nhìn mới thấy trên bàn có một nải chuối tiêu lúc này anh ta phát hỏa chất vấn nhân viên công tác đó có phải do cô vứt không nhân viên dùng cái bàn kia chính là cô gái trẻ tuổi vừa đến công ty làm việc không bao lâu đã được thấy cảnh này bao giờ đâu Mặc dù cô ấy không biết thân phận của người trước mặt này, nhưng Tổng Giám Đốc tôn cúi người gật đầu làm vẻ như vậy, có thể đoán ra đây là người không thể đắc tội. Cô ấy hận không thể đánh bản thân mình một cái, sợ đến độ sắp khóc đến nơi, lắp bắp nói tôi đã mua nải chuối đó nhưng tôi không vứt vỏ chuối bậy bạ. Tôi luôn vứt vào thùng rác mà. Nói rồi cô ấy chỉ vào thùng rác bên cạnh, dụ cầm đưa mắt nhìn sang, thùng rác đã ngã trên nền đất, rác bên trong ấy cũng vương vãi ra ngoài, bên cạnh góc bàn có một dấu chân chó nhỏ rất khó nhìn thấy không ai biết con chó đó chạy vào thế nào cũng như vào lúc nào trong tình huống này không thể nghi ngờ nữa chính nó đã bới vỏ chuối ra dường như con chó nhận thức được sự nguy hiểm nó chạy đến dưới bàn thật nhanh trong tiếng huyên náo ồn ào rồi nhanh chóng biến mất sáng ở cửa lớn như vậy cũng tốt không tìm thấy chủ nhân của con chó sự việc sẽ dừng lại ở đây vì răng bị chảy máu nên dụ cầm nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Trên đường lúc gặp đèn xanh đèn đỏ, anh ta không nhịn được mà nghĩ rằng sao Thẩm Ân lại không gặp xui xẻo chứ. Rõ ràng tên họ Thẩm đó đi ở phía trước, vậy mà chẳng bị gì, trái lại còn được xem anh ta làm trò hề. Ngẫm lại mới thấy đau đớn hơn. Trên đường trở về, Thẩm Ân tiện đường đi đến siêu thị một chút, muốn mua chút đồ ăn về nhà nấu cơm. Đúng lúc siêu thị đang có chương trình khuyến mãi lớn anh trích ra 30% tiền để mua một túi đồ lớn. Bởi vì trong nhà không có tủ lạnh nên đại đa số đồ ăn anh mua đều là đồ khô, ví dụ như mì ăn liền, bánh. Ngoại trừ cái đó, còn có một cục thịt heo và ớt xanh, một cân mang tây và rau. Buổi tối nấu món ớt xanh xào thịt, một chén canh mang tây, vậy là một bữa cơm đơn giản đã xong. Khi thẩm ân về nhà, trong nháy mắt khi mở cửa ra, anh đã nhạy bén nhận ra điều khác thường, trong không khí thoang thoảng mùi mì gói. Nhưng anh đã ăn mì gói tận mấy hôm trước rồi, mùi hương sớm đã biến mất hết, sao có thể còn quanh quẩn trong phòng không tản đi thế này. Anh nhìn cái tủ nhỏ dùng để đặt các lo gia vị trong phòng bếp, quả nhiên gói mì ăn liền còn lại đã không cánh mà bay rồi. Nhưng chiếc máy tính đáng tiền duy nhất trong nhà vẫn ở đó, tình cảnh này khiến thẩm ân không khỏi rơi vào trầm tư. Rõ ràng có người thừa dịp vào đây khi anh không ở nhà, nhưng chẳng lấy thứ gì mà lại ăn mất gói mì. Chẳng lẽ người nó cậy khóa vào nhà anh chỉ để nấu gói mì thôi sao? Nếu người đó không bị bệnh tâm thần thì nhất định là kẻ biến thái. Nghĩ như vậy, thẩm ân bực dọc nhíu mày lại. Không ai bị biến thái theo dõi mà thấy vẫn ổn cả, thẩm ân cũng thế. Và lại hôm nay đã qua muộn, mấy cửa tiệm đổi ổ khóa đã đóng cửa hết. Anh định sáng mai đi thay ổ khóa mới, thay đổi hết những ổ khóa cửa phòng. Tối nay cứ như vậy trước đi, biến thái cũng không lớn gan đến nỗi mò tới nhà có người ở đâu. Nhưng Thẩm Ân chẳng ngờ rằng vào nửa đêm lúc đang ngủ mơ mơ màng màng, thật sự có người bò lên người anh. Không những vậy, kẻ biến thái đó còn dám hôn anh nữa. Chương 32. Thẩm Ân ngủ không sâu, chỉ cần nghe có chút tiếng động cũng tỉnh, đừng nói đến việc bị sức nặng của một người đè lên. Anh vừa tỉnh lại đã ngửi thấy mùi hương dịu thoang thoảng có thứ gì rất ấm áp và mềm mại bao phủ môi mình trong nháy mắt thẩm ân thoát ra khỏi trạng thái mê man anh đẩy người nằm trên ngực mình xuống giường theo bản năng nghe tiếng kêu ôi ra khẽ khàng anh vội vàng ngồi dậy nhấn công tắc bật đèn đầu giường lên ánh đèn sáng rực rọi vào khiến cả phòng ngủ sáng rõ như ban ngày thẩm ân mở mắt nhìn nhanh chóng xác định người bị anh đẩy xuống giường trong mắt ánh lên sự ngạc nhiên người đang ngồi ngơ ngác trên đất kia khác xa tên biến thái quái dị trong suy nghĩ của anh. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, trông dáng dấp thì có lẽ cũng chỉ 16, 17 tuổi mà thôi. Nước da cô trắng nón, bàn tay mềm mại như cỏ non, đôi mắt hạnh yêu kiều trong veo, cặp môi đầy đặn hơi chu ra, vòng eo nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Cô xinh đẹp hơn tất cả những người con gái mà Thẩm Ân đã từng gặp trước đây. Trước khi phá sản, Thẩm Ân cũng là một người đàn ông toàn thân không dưới trăm triệu, chỉ với ngần ấy thôi cũng đủ để con gái lũ lượt chạy theo sau lấy lòng rồi. Hơn nữa, anh không chỉ giàu có mà tướng mạo cũng rất xuất chúng. Quan trọng nhất là anh rất giữ mình, chưa từng vướng bê bối trêu hoa gẹo nguyệt bao giờ. Người đàn ông hoàn mỹ, quý giá như vậy chính là người mà không biết bao nhiêu cô gái muốn được gả cho. Khi ấy, có rất nhiều cô gái muốn lấy lòng anh, trèo lên giường của anh. Có kẻ muốn thu hút sự chú ý của anh bằng hình tượng đóa hoa trắng thuần khiết, vô hại, có kẻ lại muốn dụ dỗ anh bằng thân hình nóng bỏng, cũng có kẻ giả vờ vấp ngã, chật chân hay say rượu để ngã vào lòng anh. Mặc dù thẩm ân chưa từng để ai lại gần mình quá đáng nhưng anh thực sự đã thấy rất nhiều loại phụ nữ khác nhau. Nói thật là anh chưa từng thấy ai phóng khoáng thoát tục, dám tiến thẳng đến hôn anh như thế này. Chưa kể, tuy rằng cô gái này mang gương mặt của một yêu tinh nhỏ quyến rũ người ta, nhưng trên mặt vẫn toát ra nét ngây thơ, đơn thuần, không chút giả dối vừa non nớt lại hấp dẫn. Đây là ấn tượng đầu tiên của thẩm ân với cô gái đột ngột xuất hiện trong phòng ngủ anh này. Giây tiếp theo, người đàn ông cao mày giơ tay nới lỏng cổ áo một cách tùy tiện. Câu đầu tiên anh hỏi là cô đã trưởng thành chưa? Hà, thiếu nữ ngồi ngơ ngẩn trên đất đứng hình mất mấy giây mới chớp chớp mắt, xòe những ngón tay trắng nõn của mình ra đếm, mắt cười cong cong tôi đã 132 tuổi rồi. Giọng nói vừa ngọt ngào lại mềm mại, trông dáng vẻ cũng ngoan ngoãn vô cùng chỉ tiếc rằng yêu tinh nhỏ này lại là một đứa ngốc. Cô vào đây kiểu gì? Nhà cô ở đâu? Thẩm ân xuống giường kiểm tra lại cánh cửa đã khóa cẩn thận, phát hiện nó vẫn trong trạng thái bị khóa trái như trước khi anh đi ngủ, không hề có dấu vết cậy mở nào. Thế thì vấn đề lại xuất hiện rồi, cô gái này vào đây kiểu gì? Nhà anh ở tầng 5, mặc dù khu nhà cũng không lắp cửa sổ chống trộm nhưng tầng cao như vậy, trừ phi cô là người nhện, chứ không thì sao có thể leo tường vào đây được thẩm ân lần nữa nhìn thiếu nữ, ánh mắt không tự chủ nhìn kỹ thêm. Tôi ở đây mà, đây là nhà của tôi đó. Thiếu nữ thật thà đáp lại, thấy chân mày anh nhíu chặt hơn, thiếu nữ ngu ngơ nghịch ngón tay, chậm rãi giải, giải, thích tôi là có bốn lá tinh, vốn vẫn ở nhà anh đó. Nghe cô nói còn thấy giọng cô lộ vẻ tuổi thân. Cái gì vậy trời? Thẩm ân nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm rồi không? Anh nghiêng đầu nhìn sang chậu có bốn lá được đặt ở tủ đầu giường, quả nhiên chậu thì vẫn ở đó, nhưng cỏ bốn lá non xanh đã biến mất rồi. Mỗi thế thôi thì không đủ chứng minh lời của cô, biết đâu cô cố tình nhổ cỏ bốn lá của tôi đi để nói láo thì sao? Thẩm ân từ nhỏ đã được nhận sự giáo dục khoa học, dĩ nhiên sẽ không tin vào chuyện yêu ma quỷ quái. Dù rằng chuyện đang xảy ra cũng khá lạ lùng nhưng trực giác anh mách bảo rằng có thể giải thích bằng hiện tượng khoa học. Thế là anh lại nói thêm, mắt thấy mới tin được nếu cô có thể biến về nguyên hình ngay trước mặt tôi rồi biến ngược lại thì tôi mới tin. Anh vừa nói rất lời đã thấy cô gái nọ nghiêng nghiêng đầu về phía anh, vui vẻ đồng ý, được thôi. Giây tiếp sau, ánh sáng xanh quấn quanh người cô, thẩm ân trợn tròn mắt nhìn cô gái xinh đẹp, lanh lợi đã hóa thành một nhánh cỏ bốn lá nằm trên đất. Một lúc sau, cô lại lần nữa biến về hình người, cong cong mắt cười nhìn anh. Thẩm ân có cảm giác thế giới quan của mình vừa bị giáng cho một đòn mạnh, anh im lặng không nói gì, ngồi trầm tư bên mép giường một lúc, sau đó tay phải ra sức véo đùi mình. A, à, đau! Tức là anh không nằm mơ, cỏ bốn lá anh trồng thành tinh thật rồi. Không phải nói sau khi ngâm nước không được phép thành tinh sao? Trước khi ngâm nước tôi đã thành tinh rồi. Dường như thiếu nữ có thể đọc được suy nghĩ trong lòng anh, cười ngọt ngào đáp. Cô đã đến thế giới này hơn trăm năm rồi, từ lúc còn là một nhánh cỏ bốn lá thông thường đã vô cùng chắc chiêu hấp thụ linh khí của trời đất, mong sao sớm ngày thành người. Nhưng quá trình này thực sự quá dài, cô tốn không biết bao nhiêu thời gian mới có linh trí, lâu đến mức ký ức của cô đã dần phai mờ rồi, chỉ nhớ được đúng một chuyện. Phải tìm ra người tên Thẩm Ân và đối xử tốt với anh. Trước khi được đưa vào chợ hoa, Nguyễn Nguyễn vẫn luôn sống sâu trong núi, nơi không có người ở. Ở đó có nhân sâm tinh đã có linh trí, còn có một con chim khổng lồ chuyên ăn cây cỏ cô đã rất nhiều lần suýt bị con chim đáng ghét ấy ăn mất. Trong khoảng thời gian trăm năm này, cô đã chạy khắp núi non rộng lớn, hỏi rất nhiều yêu quái, nhưng vẫn không tìm ra người tên thẩm ân. May mà có bồ câu tinh thường xuyên bay ra bay vào núi đưa cô đến thế giới loài người, bảo rằng nơi này đông người, có lẽ sẽ có người cô muốn tìm. Cỏ bốn lá tinh ngờ nghịch tin là thật, nên đã cắm rễ vào một bồn hoa, ngày ngày lắc lá nhìn dòng người đông đúc qua lại. Ngày nối ngày đi qua, ba bốn năm sau, cô bị người ta đào lên, đặt vào chung với những loại hoa cỏ khác. Có người mua cô về rồi tặng lại cho người khác, cô nghe được tên của người đó là Thẩm Ân. Quanh quần bấy lâu cuối cùng Nguyễn Nguyễn cũng tìm được cảm giác thân thuộc giữa chốn hồng trần này. Có lẽ do linh trí xuất hiện quá muộn và cũng đã rời khỏi thế giới loài người quá lâu nên rất nhiều thứ từng học đã trở nên mơ hồ không rõ, khiến phản ứng của Nguyễn Nguyễn khá chậm chạp. Cô ngồi ngơ ngẩn dưới đất một lúc lâu mới nhớ ra phải đứng lên đây là lần thứ hai cô thành công biến thành hình người, lần đầu là ban ngày, khi không có người. Bởi thế nên cô vẫn chưa quen đi lại, cứ lắc lư lảo đảo y như trẻ con mới học đi. Rồi cô mất thăng bằng ngã lên đùi người đàn ông kia, cỏ bốn lá tinh mắt sáng rực, vịn vào tay anh, ngẩng đầu hôn anh. Người đàn ông còn đang ngơ ngác thì đôi môi đỏ mỏng đã ịn lên hai cánh môi mỏng của mình. Nụ hôn ấy không có dục vọng, chỉ là sự tiếp xúc rất đỗi bình thường thẩm ân đột nhiên tỉnh táo trở lại gương mặt tuấn tú né sang một bên anh tóm vai thiếu nữ đẩy cô ra xa rồi nhếch môi nét mặt nghiêm túc dù cô có là yêu tinh thì cũng không thể thân mật với một người đàn ông như vậy được nam nữ thủ thụ bất thân hiểu không nhưng anh là thẩm ân mà cỏ bốn lá tinh mờ to hai mắt không hiểu anh là thẩm ân chứ có phải người đàn ông nào khác đâu cô nhớ mình phải đối xử tốt với thẩm ân nên mới muốn trao cho anh sự may mắn của mình cho anh đó chứ thân là một nhánh cỏ bốn lá mang lại may mắn cho con người cô có thể cảm nhận được vận khí trên người mỗi người là tốt hay xấu mà thẩm ân lại bị vận đen ám vào người nếu không có cô bên cạnh chắc chắn sẽ xui xẻo đủ đường hơn nữa cô có thể nhìn ra vận xui của thẩm ân không đến một cách tự nhiên mà là bị người ta động tay động chân hút sạch vận may vốn có trên người anh cô chỉ muốn dùng cách nhanh nhất giúp anh phá vỡ trận pháp hút lấy vận may của kẻ kia mà thôi nhưng có vẻ anh không vừa ý lắm thì phải. Nguyễn Nguyễn ngây ngốc nghịch ngón tay, trong phút chốc rối bởi không biết làm gì. Thấy vẻ mặt u ám của cô, thẩm ân khẽ thở dài. Anh nghĩ có lẽ cô yêu tinh này chưa từng tiếp xúc với con người nên mới không hiểu chuyện chăn gối của trai gái lắm. Mà chuyện này cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, sau này có thể từ từ dậy. Cái sau này tình lình xuất hiện trong đầu khiến thẩm ân ngây ra. Anh ngạc nhiên trước phòng tuyến tâm lý mạnh mẽ của mình, không chỉ có thể dễ dàng chấp nhận trên đời còn tồn tại một sinh vật có trí tuệ khác ngoài loài người, mà còn không hề ghét bỏ chuyện sống chung dưới một mái nhà với một yêu tinh nhỏ. Nếu là trước kia chắc chắn thẩm ân sẽ khịt mũi coi thường, nhưng hiện tại, anh chắc chắn bản thân chẳng sợ hãi chút nào mà còn thấy khá thích thú là đằng khác. Cô có định rời đi không? Nghĩ một lúc, anh vẫn quyết định hỏi dò suy nghĩ của thiếu nữ. Nguyễn Nguyễn nghe thấy câu này lại tưởng anh muốn đuổi cô đi. Cỏ Bốn lá tinh lập tức lắc đầu, cầm ngón tay anh ngoan ngoãn, nhỏ giọng nói, anh đừng đuổi tôi đi, tôi dễ nuôi lắm. Bộ dạng đáng thương y như cún con sắp bị người ta vứt bỏ. Thẩm Ân lập tức nhắm đôi mắt đã dần tối đi lại, lần nữa mở mắt ra, trong mắt đã trong sáng trở lại. Anh lạnh lùng rút ngón tay mình lại, hờ hững đáp, bây giờ biến về nguyên hình và vào trong chậu đi. Không có sự cho phép của tôi không được xuất hiện. Được, thiếu nữ ngoan ngoãn gật đầu biến trở lại thành một nhánh cỏ bốn lá cắm vào đất. Không có sự hấp dẫn của mùi hương thoang thoảng kia, thẩm ân chậm rãi thờ hắt ra, bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh là một người đàn ông bình thường, đứng trước một yêu tinh nhỏ duyên dáng như vậy sao có thể chẳng có chút phản ứng nào được. Nhất là yêu tinh nhỏ kia còn không biết điều mà hôn anh, ngoan ngoãn ngồi bên chân anh, nhìn anh chằm chằm. Phụt, phòng ngủ lần nữa chìm vào bóng tối, giờ đã là một hai giờ đêm, nhưng thẩm ân nằm trên giường không sao chợp mắt được anh lăn qua lộn lại cố nhìn ra sắc đêm đen như mực ngoài cửa sổ mãi đến khi trời hưởng sáng cứ lăn lộn mãi không sao ngủ được sang đến hôm sau khi tỉnh dậy tinh thần đã tốt hơn rất nhiều thẩm ân rửa mặt bằng nước lạnh nấu một tô mì ăn sáng lúc trước khi bận rộn công việc phần lớn thời gian anh đều gọi đồ ăn ngoài hoặc ăn luôn ở ngoài rất ít khi đích thân vào bếp thế nhưng Tài nghệ nấu nướng của anh cũng không tệ lắm, tuy không so được với đầu bếp của các khách sạn cao cấp 5 sao, song vẫn khá hơn người bình thường một chút. Hiện giờ nhàn rỗi rồi, anh càng có thêm nhiều cơ hội vào bếp. Mì anh dùng chỉ là mì sợi bình thường, mua ba bốn tệ trong siêu thị. Tuy nhiên sau khi nấu xong vớt ra, thêm vào mấy lát măng tây, nêm chút gia vị, cuối cùng dưới một thìa dầu ớt với vừng lên, trông vẻ ngoài món ăn vô cùng hấp dẫn. Sau khi trộn đều, mùi thơm bay lên, thẩm ân còn chưa kịp ăn miếng nào vừa ngẩng lên nhìn đã thấy người ngồi đối diện trên bàn đang đỏ mắt mong đợi nhìn bát mì trên tay anh không phải đã bảo lúc không gọi thì cô đừng xuất hiện hay sao ngoài miệng nói vậy nhưng anh vẫn mềm lòng đầy bát mì cạnh mình sang hỏi yêu tinh như các cô cũng ăn được đồ của con người à nguyễn nguyễn mừng ra mặt mắt sáng rực lên phồng má nói tôi ăn được ngon lắm vậy cái túi mì ăn liền kia cũng là cô nấu ăn mất à nói đến đây Cô thiếu nữ đang vùi đầu ăn mì hơi chột giả, cô cắn đũa đảo mắt nói, bởi vì thơm lắm nên tôi mới không nhịn được. Lần sau nhất định tôi sẽ không ăn vụng nữa, anh đừng giận. Vừa nói cô vừa định dùng bàn tay nhỏ bé tóm lấy ngón tay người đàn ông nhưng lại bị từ chối. Thẩm ân phát hiện cách lấy lòng khi mắc lỗi của yêu tinh nhỏ này khá đặc biệt, Thích cầm ngón tay anh lắc lư như thể đang làm nũng. Anh không ghét nhưng vẫn phải để thiếu nữ này hiểu rõ nam nữ thụ thụ bất thân. Ngồi im, không được ưỡn hẹo. Thấy thiếu nữ ngoan ngoãn học dáng ngồi như học sinh tiểu học, anh cong môi cười rồi lại nghiêm mặt nói, sau này không được tùy tiện nắm tay đàn ông, ai cũng không được. Nắm tay anh cũng không được à, thiếu nữ chua môi, không hiểu. Hỏi câu này như thế anh không phải đàn ông vậy, thẩm ân nghiêm túc từ chối, không được. Được thôi, Nguyễn Nguyễn có chút tiếc nuối, cô còn nghĩ rằng có thể thông qua cách tiếp xúc thân thể để nhanh chóng xua đi vận xui của thẩm ân, nhưng bây giờ xem ra lại khiến cho tiến độ chậm lại rồi cũng may không phải là chuyện gì lớn chỉ cần cô còn ở bên cạnh thẩm ân vậy thì may mắn vốn dĩ là của anh sẽ có thể trở lại nhưng phải cần một chút thời gian nhìn cô gái ngoan ngoãn ăn mì thẩm ân cũng không nói gì thêm tự mình vào bếp làm thêm một bát sau khi ăn xong cô gái rất tự giác biến trở lại thành cây cỏ bốn lá nghe nói thực vật cần được phơi nắng mặc dù không biết thực vật đã thành tinh có còn cần hay không nhưng thẩm ân vẫn ôm chậu hoa đặt lên ban công. Cỏ bốn lá xanh biết vươn mình thoải mái trong nắng, vui vẻ đến nỗi khẽ rung lá vài cái. Dường như có thể cảm nhận được sự vui vẻ của tiểu yêu tinh, nên thẩm ân cũng cười theo, ngay cả những chuyện bị tích tụ trong lòng mấy ngày nay cũng đều hóa thành hư không. Tâm tình tốt, thì tự nhiên suy nghĩ cũng sẽ có sự thay đổi. Nếu như nhà họ dụ vẫn cắn chặt anh không buông, những doanh nghiệp khác cũng không chịu tiếp nhận anh, vậy thì anh cũng sẽ không lo lắng nữa, nhất định anh sẽ tìm được một công việc ổn định khác. Chỉ bằng bỏ ra chút thời gian để làm mấy mấy cái chương trình hoặc là trò chơi nhỏ khác, cho dù doanh nghiệp trong nước không công nhận, thì anh vẫn có thể bán cho nước ngoài. Chỉ cần có đầy đủ các kiến thức về công nghệ thì không sợ không kiếm được tiền. Nghĩ vậy, trong lòng thẩm ân lập tức ổn định trở lại. Ánh mắt hướng đến chậu hoa bằng nhựa màu trắng kia, đột nhiên lại cảm thấy có chút không vừa mắt, trong đầu bỗng có dự định khi nào ra ngoài thì sẽ mua cái tốt hơn một chút. Kể từ khi ăn bữa sáng hôm đó, mỗi ngày khi vừa đến giờ ăn, sẽ luôn có một cô gái ngồi thẳng lưng trên chiếc bàn nhỏ, trong mắt chứa đầy khát vọng chờ được ăn, nấu cái gì thì ăn cái đó, không hề kén ăn một chút xíu nào. Ăn xong thì trở thành cỏ bốn lá, chạy đến ban công phơi nắng, nếu như anh không gọi cô, ngoại trừ giờ cơm ra thì đều không thấy được bóng người. Quả thực anh có yêu cầu là không được xuất hiện trước mặt anh khi chưa được cho phép, nhưng thẩm ân luôn cảm thấy có chút khó chịu, có lẽ là vì trong căn phòng này chỉ có một mình anh nên quá lạnh lẽo, vẫn nên có thêm một chút khí người, cho dù chỉ là ngồi một bên không nói lời nào. Mím môi, chàng trai đi vào phòng tắm thay một bộ quần áo để chuẩn bị đi ra ngoài, sau đó thì đi đến ban công trò trọt, trọt vào cỏ bốn lá, muốn đi ra ngoài không, tôi dẫn cô đi mua một ít đồ. Thật sao, ánh sáng màu xanh hiện lên. Bên ban công trống rỗng bỗng xuất hiện một cô gái. Cô cong mày muốn kéo góc áo của thẩm ân, nhưng bàn tay vừa dơ đến một nửa lại rụt trở về, gảy gảy móng tay, anh muốn dẫn tôi ra ngoài sao? Không muốn đi thì thôi, đuôi lông mày của thẩm ân nhếch lên, sụ mặt muốn đổi ý. Muốn đi mà, Nguyễn Nguyễn bất thình lình chạy đến bên cạnh cửa, biết điều hỏi, đi ngay bây giờ sao? Quần áo của cô, quần áo cô đang mặc trên người có chút giống với quần áo cổ trang hay xuất hiện trong phim truyền hình, chỉ là kiểu dáng trông đơn giản nhẹ nhàng hơn một chút váy dài màu xanh biếc với chiếc đai thắt lưng màu trắng, mang theo đôi giày cũng màu trắng, tóc đen như thác thì dùng một sợi dây buộc lên. Đẹp thì đẹp, nhưng không hợp với trang phục hiện đại lắm. Bình thường mặc ở nhà thì không sao, nhưng nếu mặc cái này ra ngoài thì không thích hợp lắm. Cô không thể đổi quần áo trên người sao? Đổi thành bộ giống với bộ trên người tôi này." Thẩm Ân đề nghị nói. Cô gái lắc đầu với vẻ mặt vô cùng ngây thơ có chút ngượng ngùng, chỉ học được mỗi phép biến hóa đã mất hơn trăm năm, vậy nên những phép thuật khác khó quá, tôi không học được. Vậy quần áo trên người cô là? Trên người của mỗi yêu tinh quái khi biến hóa đều sẽ có quần áo để che, cũng không thể trần chuồng được. Nhưng mà, có yêu tinh chỉ có mấy cái lá cây che đi những vị trí quan trọng, có yêu tinh còn mặc áo khoác lông chim nữa. Khi tôi ở trong núi, còn nhìn thấy yêu tinh nhân sâm kia chỉ mặc một cái yếm màu đỏ chạy khắp ngọn núi nữa ngoặc kép, thẩm ân cam chịu số phận, lục lọi tù quần áo của mình, sau đó lại phát hiện quần áo của anh to quá, cô nhóc yêu tinh này mặc không được. Vất vả lắm mới tìm được một bộ vận động dưới tầng hầm, vậy nên lập tức ném lên đầu cô gái thay cái này đi. Lấy quần áo trên đầu xuống, Nguyễn Nguyễn gật đầu, đứng tại chỗ bắt đầu cởi đai thắt lưng của mình ra, nhìn thấy huyệt thái dương của thẩm ân không ngừng nhảy lên, anh lập tức che mắt rồi xoay người, sau đó cửa phòng ngủ bị đóng rầm, lại. Để lại cô gái với vẻ mặt ngây thơ đang ôm quần áo, cô ngẩn người một hồi, sau đó mới từ từ tiếp tục thay đồ. Hóa ra thay quần áo phải đóng cửa, lần sau cô sẽ chú ý. Dẫn theo cô gái nhỏ mặc đồ giống như trộm của người lớn, nên trên đường đi đến trung tâm thương mại, Thẩm Ân đã thu hút không ít ánh mắt. Không chỉ là vì quần áo cô gái mặc trên người có chút kỳ quái, mà còn bởi vì giá trị nhan sắc của hai người rất cao, chỉ việc đi trên đường thôi cũng có sự thu hút quá lớn rồi ngay cả những người tìm kiếm ngôi sao ngẫu nhiên đi ngang qua cũng đến đưa danh thiếp, hy vọng bọn họ suy nghĩ có muốn ra mắt hay không. Vốn chỉ muốn mang cô gái này ra ngoài chọn một cái chậu hoa mà cô thích, nhưng bây giờ nhìn lại, anh còn phải mua cho cô hai bộ quần áo nữa. Hai người đến trung tâm thương mại mới xây xong, chỉ vừa bắt đầu buôn bán gần đây. Bên trong không chỉ có bán quần áo, còn có thiết bị điện dùng trong nhà, đồ đặc bán tuy có chút hỗn tạp, nhưng cũng khá đầy đủ đi dạo được mấy cửa hàng thời trang nữ khá đẹp, chọn được một chiếc váy ngắn, hai cái áo làm bằng vải bông ngắn tay, hai bộ váy dài, còn mua thêm hai cái áo sơ mi dài tay và một cái quần bò. Sau khi thời điểm nóng nhất năm trôi qua thì trời sẽ trở lạnh, nên dùng để mặc vào thời điểm đó. Đi ngang qua tiệm giày, mua một đôi giày sang đan đế mềm kiểu mới và một đôi giày thể thao. Sách bao lớn bao nhỏ trên tay, thẩm ân vẫn còn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Khi nhìn thấy cửa hàng bán đồ lót, anh trầm mặc một chút, đẩy cô gái còn đang đắm chìm trong vui vẻ vì được đi dạo trong trung tâm thương mại kia vào trong, mặt không chút thay đổi nói với nhân viên của cửa hàng chọn cho cô ấy mấy món thích hợp. Dừng một chút rồi tiếp tục nói phía trên, phía dưới đều lấy. Vâng ạ, à, thái độ của chị gái phục vụ rất tốt, không tốn nhiều thời gian đã giới thiệu được vài bộ áo lót và quần lót bán chảy, có độ thoải mái cao. Thẩm Ân không thèm nhìn, trực tiếp trả tiền chỉ mấy bộ quần áo đồ dùng hàng ngày và giày mà đã tiêu hết khoảng 2 ngàn hơn, gần 3 ngàn tệ. Đối với một người hiện đang thiếu tiền như Thẩm Ân mà nói thì tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, nhưng anh không hề đau lòng chút nào, chân mày cũng không hề nhíu lại một cái. Khiến cho người không có khái niệm gì về tiền như Nguyễn Nguyễn càng không cần phải phiền não về chuyện tiền bạc. Nhìn món đồ gì trong trung tâm thương mại đều cảm thấy mới lạ, cho dù không mua thì cũng phải chạy vào xem một chút. Sau khi dạo hết tất cả các nơi một vòng, khi đi đến tầm cuối cùng đối diện cửa lớn thì phát hiện bên cạnh có đặt một cái bàn nhỏ, có nhân viên công tác chuyên môn ngồi ở bên kia phát tờ rơi. Còn dựng thẳng một tấm bảng quảng cáo, trên đó viết khai trương đại hạ giá, chỉ cần mua từ 300 tệ trở lên thì có thể đổi được một tấm phiếu rút thăm trúng thưởng, 7 giờ tối sẽ mở thưởng. Giải nhất một người, người thắng sẽ được tặng bộ ba món đồ điện là tủ lạnh, máy giặt quần áo và điều hòa của thương hiệu nổi tiếng. Giải nhì ba người, người thắng sẽ được tặng một chiếc xe đạp leo núi. Giải 36 người, người thắng sẽ được tặng phiếu mua sắm 150 tệ của trung tâm thương mại. Nhìn lướt qua nội dung hiển thị trên bảng quảng cáo, Thẩm Ân đang muốn nhấc chân đi thì Nguyễn Nguyễn đã vội vàng kéo anh lại, lấy ra một tấm phiếu nhỏ từ trong bao lớn bao nhỏ đã mua kia, lộc cộc đi đến chỗ nhân viên công tác đổi một tấm phiếu rút thăm trúng thưởng. Đa số mấy loại hoạt động này đều là giả. Thẩm ân không chút lưu tình tạt cho cô gái đang vô cùng hứng thứ một gáo nước lạnh, hoạt động này của bọn họ sẽ được duy trì liên tục trong 6 ngày. Cho dù là thật, thì chắc chắn số người có được tấm phiếu rút thăm này sẽ rất nhiều, cô cảm thấy tỷ lệ chúng giải sẽ cao sao. Hơn nữa, những buổi rút thăm chúng thường có quy mô lớn như thế này thì đều sẽ âm thầm động tay động chân. Cuối cùng người có thể nhận được phần thưởng đều là nhân viên nội bộ do nhà buôn bán sắp xếp, khách hàng bình thường làm sao có thể trúng thưởng chứ. Đối với mấy cái trò lừa bịp sắt mũi này, thẩm ân đã sớm nhìn thấu, không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhưng người cầm được phiếu giúp thăm như Nguyễn Nguyễn lại không nghĩ như vậy, cô đã lập kế hoạch xong rồi, chờ ăn cơm tối xong thì nhất định sẽ kéo thẩm ân tới đây. rút thăm chúng thường trực tiếp chắc chắn sẽ vui lắm, còn có thể tiện đường thưởng thức cảnh đêm, cô cảm thấy ánh sáng của hàng vạn ngôi nhà được thắp lên đều rất đẹp. Thấy cô gái không phản bác tiếng nào, Thẩm ân nghĩ rằng cô đã nghe lọt lời anh nói. Không nghĩ tới là khoảng 6 giờ, cô nhóc yêu tinh đã mở to mắt đi theo sau lưng anh, ngay cả khi anh đi WC cũng đứng ở cửa đợi anh. Anh bó tay muốn quỳ lại cái tinh thần không nản trí này, thẩm ân bị mài mòn đến nỗi chẳng buồn tức giận, đành phải dẫn người đi. Đi được hơn nửa tiếng đồng hồ, còn chưa vào được cửa lớn của trung tâm thương mại, từ xa đã thấy được có rất nhiều người đang đứng dưới ánh đèn sáng rực rỡ, ngay cả cửa cũng có một đám đông đang chen lấn, có người còn cầm theo cái ghế nhỏ, cầm cây quạt nhỏ trong tay quạt quạt mấy cái đến xem náo nhiệt. Tóm lại, người đông nghìn nghịt, khiến cho người khác nhìn cũng phải cảm thán. Nhiều người vậy sao, Nguyễn Nguyễn trợn tròn mắt, vô thức níu góc áo của chàng trai, sợ một hồi nữa sẽ bị ép đến nỗi xẹp lép. Lần này thẩm ân không hất tay cô ra, vô cùng hiếm thấy. Anh hề hề cười một tiếng, không phải muốn đến đây sao? Cô lui về phía sau làm gì? Nhiều người quá, Nóng, yêu tinh cỏ bốn lá nhỏ giọng đáp. Rõ ràng là vì nhìn thấy nhiều người như vậy mới thích ứng không được, còn kiếm cơ nói nóng. Thật là, ngay cả nói dối cũng không biết, ánh mắt cũng rất mơ hồ. Có lẽ yêu tinh vẫn cần có mặt mũi, vậy nên thẩm ân cũng rất thân thiện, không vạch trần lời nói dối vụng về này của cô, ngược lại còn hỏi, nếu không thì tôi đi vào, cô chờ ở chỗ này nhé. Tay nhỏ mềm mại nắm lấy ngón tay út của chàng trai, cô gái ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh đối diện với đôi mắt thâm thúy của chàng trai, cô nhẹ nhàng cua cua tay, anh dắt tôi, chúng ta cùng đi có được không? Thẩm ân còn đang nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của lời đề nghị này thì đã đúng 7 giờ, người vây quanh ở cửa lớn của cửa hàng cũng đã chen vào. Rút thăm chúng thưởng đã chính thức bắt đầu rồi. Vừa nghe tiếng micro của chủ trì vang lên, Nguyễn Nguyễn lập tức trở nên luống cuống, không đợi chàng trai trả lời đã kéo anh chen vào phía bên trong đám người, vất vả lắm mới chiếm được một góc xó xỉnh ở đại sảnh. Đầu tiên chúng ta sẽ mở giải ba, mọi người chuẩn bị xong chưa? Nam chủ chỉ nói mấy câu, bầu không khí ở hiện trường lập tức bị kéo theo, tiếng hét chói tai vang ở bên tai. Bây giờ sẽ rút giải nhì. Mỗi lần người chủ chỉ đọc lên một mã số, Nguyễn Nguyễn đều vỉnh tai lên nghe. Nhưng cộng cả giải ba và giải nhì lại thì đã có tổng cộng 9 phần thưởng, cả 9 cái đều có người nhận nhưng cô lại không nằm trong số đó, nói không thất vọng là giả. Thời điểm thú vị nhất đã đến rồi, cuối cùng sẽ là giải nhất của chúng ta, tặng ba món thiết bị điện. Mọi người có mong đợi hay không? Nam chủ chỉ hướng micro xuống khán giả ở phía dưới, không ngoài dữ liệu mà nghe được hai chữ rõ to. Thời khắc quan trọng như vậy, chúng ta sẽ mời ngẫu nhiên một vị khán giả lên, để cho người đó rút dãy số chúng giải nhất ngày hôm nay của chúng ta nhé. Người chủ chỉ chỉ một ngón tay xuống sân khấu, đúng chính là cô gái mặc chiếc áo liền thân màu vàng nhạt ở trong góc đấy. Không cần nhìn đâu, là cô đấy, mời cô bước lên sân khấu. Đón nhận ánh mắt của mọi người, Nguyễn Nguyễn mơ mơ màng màng được mời lên sân khấu. Tiếp theo, xin mời người trước mặt rút một tấm phiếu, chỉ được rút một tấm thôi nhé, tấm phiếu có dãy số đã rút ra kia chính là tấm phiếu trúng giải nhất của ngày hôm nay. Đừng căng thẳng, chúng ta cùng nhau nín thở chờ đợi kết quả cuối cùng nào. Dưới sự chỉ dẫn của người chủ trì, Nguyễn Nguyễn đưa tay vào thùng, rút ra một tấm phiếu, bản thân không hề nhìn mã số, trực tiếp giao cho người chủ trì. Được rồi, cảm ơn này vị khán giả này. Sau khi xác định rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, Nguyễn Nguyễn chậm rãi xuống sân khấu, còn chưa kịp chen đến bên cạnh thẩm ân thì chợt nghe người chủ trì cao giọng tuyên bố dãy số đã trúng giải thưởng lớn kia QX2020825. con số này có chút quen quen, Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng thầm thì. Còn Thẩm Ân đang cầm tấm phiếu trên tay thì đồng tử đột nhiên co rút lại. Anh kiểm tra dãy số trên tấm phiếu thêm một lần nữa, quả thật là giống hệt với số người chủ chỉ đọc, ngay cả con số trước mặt cũng đều giống nhau. Thẩm Ân từ trước đến bây giờ đều vô cùng xui xẻo, nay lại trở nên trầm mặc. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.